Với tiếng đập của búa và cậy ván sàn, những ngôi nhà nổi bằng gỗ ở Phnom Penh đã được tháo dỡ theo quy định của chính phủ Cambodia, bất chấp sự phản đối của những cư dân lâu năm, nói rằng họ không còn nơi nào khác để đi. Trong nhiều thế hệ, những ngôi nhà nổi truyền thống vốn đã trở thành biểu tượng của Cambodia, nằm rải rác trên sông Tonle Sap, giúp hàng ngàn cư dân kiếm sống dựa vào dòng sông và nông nghiệp. Nhưng chính phủ cho biết, bắt đầu từ thứ Bảy ngày 12 tháng 6, những ngôi nhà nổi này phải được tháo dỡ. Ông Đặng Văn Châu, 57 tuổi, người đã chuyển đến Cambodia hơn 20 năm trước từ nước láng giềng Việt Nam cho biết: "Tôi không biết phải đi đâu, tôi không có đất và cũng không thể xây nhà trên bờ sông. Dân làng không cho tôi làm thế vì họ sở hữu mảnh đất đó." Các cộng đồng nhà nổi bên bờ sông vừa là sinh kế, vừa là cách sống của các gia đình chủ yếu là người dân tộc Việt Nam. Họ nuôi cá trong những chiếc bè nối liền nhau theo những cây cầu xây bằng tay, đan xen với những chiếc cọc chìm và những chiếc thuyền nhỏ. Nhiều gia đình trong số này hiện nói rằng thành phố không cho họ đủ thời gian để chuyển nơi ở. Ông Văn Châu cho biết: "Tôi kêu gọi chính phủ trì hoãn khoảng 5 đến 6 tháng giúp tôi. Như vậy cá của tôi sẽ lớn hơn và tôi có thể bán chúng. Vì cá trong bè của tôi vẫn còn rất nhỏ và tôi không thể bán chúng bây giờ. Nếu họ ép buộc chúng tôi rời đi thì tôi sẽ phải rời bỏ nơi này vì tôi không thể bán cá trong thời gian Covid-19. Chính quyền thành phố Phnom Penh nói rằng các cộng đồng nhà nổi đã trở thành những khu ổ chuột trên nước gây chướng mắt và nguy hiểm cho sức khỏe, với các túi rác và nước thải chưa xử lý trôi nổi dọc theo các nhà thuyền. Ông Sivutha, người đứng đầu văn phòng cai quản đất đai của quận Prek North, đang giám sát việc tháo dỡ diễn ra trước đó một ngày vào thứ Sáu. Ông Sivutha nói với Reuters rằng: "Có 316 ngôi nhà mà chúng tôi phải di dời hôm nay. Điều này thực sự ảnh hưởng đến mỹ quan của thành phố và môi trường. Những chiếc thuyền này có mùi rất khó chịu." Ông Sivutha cho biết, việc di dời nhằm mục đích dọn sạch thủ đô trước khi Phnom Penh đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2023, vì sân vận động mới xây chỉ cách đó vài km. Nhưng cư dân cho biết việc tháo dỡ xảy ra quá sớm và đặt câu hỏi tại sao họ cần phải di chuyển ngay bây giờ khi Đại hội Thể thao vẫn còn hơn một năm nữa mới tổ chức. Ông Sivutha không nêu rõ lý do tại sao việc dọn dẹp phải xảy ra bây giờ và phát ngôn viên thành phố Phnom Penh, Metmis Fikday, cũng không thể đưa ra bình luận vào thứ Bảy. Ông Đặng Văn Châu nói rằng: "Tôi đã mất rất nhiều tiền, ít nhất khoảng 15.000 Mỹ Kim cho bầy cá và ngôi nhà nuôi cá này. Tôi cũng nợ tiền ngân hàng, nên giờ đây tôi phải làm gì để kiếm sống? Hiện tại tôi có thể phá bỏ bè cá cũ và tôi sẽ rời bè cá lớn hơn một thời gian. Nhưng nếu chính phủ thực sự thực thi lệnh này, thì tôi có thể phải chọn cách tự sát."